Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn du lịch nhé. Bây giờ là 6 giờ chiều này. Nay mình có đi qua đường Trần Xuân Soạn, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú chị bạn đó là xe bánh xèo miền Trung. Thấy ở đây bán cực kỳ hấp dẫn, mình quay giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng đó xem nhé. Đây chú bán là ngay con đường Trần Xuân Soạn đối diện bờ kênh này cả nhà. Đây không gian là bán ở vỉa hè, khách ngồi ăn ở trên vỉa hè luôn. Bàn ghế để bên đó đó, ở bên đây. Ở đây địa chỉ bán ngay góc đường Trần Xuân Soạn và đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7 cả nhà. Có chào chú nhá. Dạ. Đây chú đang đổ 2, 4, 6, 8 cái chảo bánh xèo. Cái chảo này mình không đổ hả chú? Dạ. Thấy bánh xèo xài bằng bếp củi này, hấp dẫn hả cả nhà. Đây mình bán bánh xèo bao nhiêu tiền một cái chú? 8 ngàn một cái ạ. 8 ngàn một cái bánh xèo cả nhà. Thấy có tôm có thịt này. Rồi thấy bánh xèo đang giòn. Dạ. Mình bán đây được bao nhiêu năm rồi chú? 27 năm rồi. 27 năm. Ủa bán lâu đời đó. Đây là xài bằng củi này. Đây có hai cái bao toàn là gỗ. 27 năm mình bán ở đây thôi à chú? Dạ. Thấy hấp dẫn không? Bánh xèo có tôm có thịt có giá. Bên đây là mấy cái là đã đổ chín rồi này, thấy nó giòn vàng. 8.000 một cái đó cả nhà. Đây chú xài dầu ăn là dầu chai ở trong siêu thị luôn này. Ở đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú? 4 giờ đến 11 giờ. Từ 4 giờ cho đến 11 giờ. Từ 16 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya. Bánh xèo. Đây bánh xèo tôm, tôm này có sống không chú? Tôm nhảy luôn á. Đứng đây rất nóng nha cả nhà. Đây cái đường này là đường Tân Mỹ này, được Trần Xuân Soạn đó cả nhà, bên kia cầu Tân Thuận đó. Đi được Trần Soạn thấy là chú bán ngay ở vỉa hè. Với da chảo nóng giòn hấp dẫn. Cho tôm cho thịt vô cho giá. Bữa thấy con trai chú hay bán bữa nay đâu rồi? Nó về cưới vợ rồi. Dạ về cưới vợ rồi á. Dạ. Ở vợ rồi. Dạ. Năm con vợ rồi mà bây giờ con cháu rồi. À, ghê vậy. Rồi. Dạ. Giờ hôn lắm. Gần đây rất khói và nóng. Em đó con cháu á. À, cháu à chú? À, con đi làm hết rồi. Dạ. Đi nước ngoài. Bữa ở đây có anh trai đứng bán là cháu của chú. Đây là thấy là có cô chú này, hai người hay nhau bán này. Đây là cô mang thêm tôm với cả thịt. Thấy có tôm nhỏ à, tôm sông. Tôm này tôm sông à chú? Tôm nói là tôm sông. Dạ. Đây mình quay trong này này, có rau này. Đây xem đây rau cải này. Bên này rau dấp cá này, rau quế này. Có nhiều loại rau nhé, dưới này có mấy cái rau này. Rau để ăn kèm với bánh xèo đó. Còn bên đây là nước chấm mang về, tất cả nước chấm khách ăn đây này, có chén nhỏ. Đồ chua này. Rau tươi xanh này. Rau cải và rau sống này. Chú đứng từ đây đến khuya luôn hả? Mình chú đổ thôi á. Một mình à. Dạ. Đứng nóng quá hả?
chắc đứng nhiều mình quen rồi. 27 năm đổ bánh xèo. Đó, bánh xèo chín. Giòn. Ngon chất lượng. Dạ. Và số năm ngoái này là nhờ TikTok mà nó trong khoảng là nửa tháng này. Vâng. Đẹp lắm. Rồi nãy. Thấy không? Dạ. Càng nhìn đứng bên kia rồi chứ không quay à. Tối á. Tối có đèn hả? Dạ. Điện đó, rất là có điện rồi, nó quay. Mà cháu thấy mấy người ở đây đồn là chú đổ bánh xèo này có hai căn nhà quận 7 cho thuê á, mua được hai căn nhà á? Một. À, một á? Thế mà 30 năm rồi thì vẫn có nhà thôi. Mọi người thấy có nhiều người lên bình luận kêu chú biết chú mua được nhà cho thuê đó. Thì đúng rồi, một căn cho thuê, một căn ở là hai căn rồi đó. Một căn như kia rồi, như kia này. Dạ. Một căn như đó, như kia này. À, ủ căn nhà cao đấy á. Đó, căn nhà đấy của chú đấy nhá. Tiếp không? Căn nhà mấy lầu kìa. Đó, đổ cái xèo á. Thấy là chú giỏi quá. Mua được cả nhà cho thuê mấy cả nhà ở là hai căn đó. Tại vì bữa có người vô bình luận á, con có đăng rồi á. Bánh xèo ở đây miền Trung rất nổi tiếng ở khu vực này. Cái củi này chắc mình mua à chú? À, mua ở Bình Dương á. Đây lửa cháy là to này, nóng, giòn. Cái nhà kia của chú cho thuê nhà trọ cho sinh viên thuê à chú? Chú xây cái nhà mấy lầu cho sinh viên thuê đó cả nhà. Nhà bán bánh xèo thôi mà nhà mặt tiền được trần sơ soạn lắm. Ở đây nhà này chắc phải mấy chục tỷ. Ở đây thấy gần trường đại học marketing thành nhiều sinh viên. Đây một ngày mình bán tầm 500 cái anh chú. Dạ 500 cái ạ. Tiếp thật bán là rất đông. Về
cái nhà cái cho thuê thì chắc bán bánh xèo bán vui chơi thôi hả chú hả? Tháng kiếm quá trời tiền thuê nhà rồi. Đó cả nhà đấy nhá, chú bán bánh xèo mà có nhà cho thuê ở đây chật chật soạn nhá. Mình hỏi chú nói đồng hàng đó, cái nhà đó đó. Đây là nhà đó xây nhà trọ cho sinh viên thuê. 27 năm mà chú bán bánh xèo, chú mua một căn nhà đó cho thuê một căn nhà ở là hai căn. Mình quê ở đâu chú? Dạ Quảng Ngãi á. Thấy người Quảng Ngãi cũng chịu khó quá ha, vô Sài Gòn chịu khó lắm. Dạ. Ở quận 7 mình thấy Quảng Ngãi bán hủ tiếu nhiều lắm. Dạ. Mình cứ đổ liên tục vậy à chú? Đổ liên tục. Dạ. Bây giờ này đổ 4 giờ tới 10 giờ. Dạ. Bây giờ là bắt đầu đổ lên rồi. Nếu mà không đổ là khách không cơ đến đông không kịp không chú? Bánh xèo đây là cực giòn luôn đó cả nhà. Khách đến đây là sẵn có mua mang về với cả mua ăn ở đây. Gần đây rất nóng rồi này, lửa to. Đây rất nóng, khói quá trời. Mình ở đây có chi nhánh nào không chú?
Mình có chi nhánh nào ở đây nữa không? Không, dạ. Tưởng gia đình mình có ai bán nữa ấy. Dạ. Dạ. Còn mình chú rồi đó. Thế mình ở quê còn ai không hay vô đây hết rồi? Dạ. Bánh xèo này đúng là bánh xèo miền Trung phải không? Dạ. Tại vì thấy cái kiểu đổ nhỏ nhỏ này, bánh xèo miền Trung thường nó nhỏ. Còn miền Tây là to. Quá trời hấp dẫn luôn cả nhà. Vô đĩa hả chú? Cho vô đĩa bỏ vô. Dạ. Cất vô xong rồi mình bỏ lên. À, cất vô cho nó giòn phải không? Mình không có, mình ý là mình làm cho kịp, hiểu không? Dạ. Để khách vô mà không kịp. Bánh xèo đây chắc bao giòn. Thấy lửa to quá, nó giòn, nó chín đều. Tôm giòn không lấy tiền. Dạ. Tôm đây phải tôm sông phải không chú? Tôm sông đó. Dạ. Vậy mà tay chú là dí vô. Mình dí tay vô mình không thấy nóng hả chú? À, quen rồi. À, quen là chai rồi đó. Khách ăn theo yêu cầu, ăn thịt không đó, không ăn tôm. Tôm không, thịt không. Tôm nhân. Dạ. Đủ yêu cầu, có gì đủ cái này. Mà giá tiền cũng vậy hả chú? Không, không riêng nhá. À. Dù không tôm thì bao nhiêu tiền? Tôm nhân thì 7 ngàn. Dạ. Có nhân là 8 ngàn, còn thịt trăm thì nó cũng y như vậy. À. Người ta cũng muốn đủ 10 ngàn, 15 ngàn, 25 ngàn. Dạ. 20 ngàn. Đi ra đây. Đây là khách ăn theo yêu cầu thì cứ đặt. Dạ, cứ đặt. Dạ. Dạ. Quán tốt ngon nhưng mà khách ông làm bê lan ngon thì. Dạ. Ông làm bê lan ngon. Vâng. Ờ, giờ tối rồi bắt đầu bắt bóng điện đó. Đây, khách ngồi ăn đây là thoáng mát này. Thank you.
giờ khách mua về nhiều cả nhà. Cô bán cho bạn 4 cái mang về cô. Đây mình mua bánh xèo về ăn đây, mình có quay đây một lần rồi. Ăn thấy rất ok. Khách ăn đây. Tối này chú chắc là thấy mắt có kém không? Tổ à. Chú lấy cho mình 4 cái mới ra lò, nóng giòn. Một con 4 cái đấy. Dạ. Vâng, vâng. Cảm ơn nhá. Đó, sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhá. Cô chú chị bạn ai có sở thích món bánh xèo thì mình ghé để ủng hộ ạ.